Cái số Hello, chào tất cả Hello, mọi xin người chào. nha. Chào Mời cô chú chú anh chị. chị em mình nha. Sáng hôm nay anh bốn qua. Rồi anh bốn qua tối qua đến giờ cả nhà vui quá các bạn ơi. Quá vui. Anh em tới đây ăn uống rồi nhảy múa HK nữa chứ. Có mấy chú em bạn thân. Nghe anh bên tư Đúng qua. rồi. Nói chung quy là cái tình cảm của anh em thì lúc nào cũng không bao giờ mà không nhớ trong đầu được hết á. Mặc dù mình lâu quá mình mới qua đây qua thăm em út thì nói về em ruột mình thì mình không nói rồi, em dâu mình thì mình cũng không nói rồi, nhưng mà có những người em bạn á, nơi Dễ đất khách thương quê người quá rất là dễ thương luôn. Hồi hôm đến đây rất là đông mà rất là coi như là mình gọi là ok đó, ha. mà thương mình lắm. Rồi tối này có những người em là mời, muốn mời anh chị nè, Bảo Ngọc rồi tới nhà nè đó, rồi chơi nè, rồi mời ra tiệm chơi nè, rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng cũng đang phân vân, cũng chưa có nhận lời em ha. Chưa nhận lời, khi nào mà nó ok, khi Tại nào anh vì đi được thì anh sẽ alo. với lại anh bố biết sao không? Bên xứ Mỹ này á, là như anh em đi nghỉ mấy ngày cuối tuần. Mấy ngày cuối tuần thì anh em tụ họp được, chứ còn bắt đầu tới ngày thường rồi những đứa Đi em còn làm. con cái đi học rồi chị bay, Đúng rồi. công việc đó, nó bận rộn cho Đúng nên. rồi. Nhưng mà mình quá quý là anh qua được anh em tiếp đón ra không, với Đúng anh rồi, Tư qua như bỏ thời vậy. gian chạy thăm giờ nó quá mừng. Vậy là quá vui rồi. Mà Rồi bây anh giờ qua đây thì nói chung quy là anh thấy em cũng ok, Phượng cũng quá ok luôn. Nói chung quy là anh thấy Phượng quá bận rộn luôn. Bận rộn lắm cả nhà ơi. Phượng em mình coi như là bên này cũng được cô chú anh chị tin tưởng đó, đặt hàng mua hàng điện thoại một mình cũng làm búa lô mô luôn. Mình thấy mình cũng rất là ok, rất là mừng luôn á cả Quá nhà. vui. Rồi giờ chú cháu mình đi vòng vòng cho ba mẹ con nào, giờ chưa đi FPT Rồi bữa ha, đi nay vô là coi bây thử giờ coi như thế tôi nào. anh xuống như chỗ này bán máy móc đồ rồi Bán thôi cho PT Phượng. hả? Nó Đó là là bán bán, cái gọi gì là đó? PT, bán đồ nhà, bán đồ và gia dụng trong nhà, bếp núc, tủ lạnh, tivi nữa, cả cái thứ gì anh bố. Chỗ À đó cái đồ là tôi đã bước mua đó. vậy hả? À. Thím đi luôn á chứ hả thím hả? Thím đi chứ, Vậy là tại không sáng sao hồi đúng nãy nói rồi. hồi nãy tưởng nói không đi cái Mấy là bữa nay là sắp sắp con ở đây buồn à. là khách hàng lâu order em lâu rồi đó. lâu lâu rồi Dạ con cháu chị tại phải vì đồ qua là mình đi chơi, rồi nói thôi để em ở nhà em sắp xếp, nhưng mà thì con nói thiệt, là nhưng con nói mà để tối nay đi viện viện phụ với cái dạ lo gì. Rồi tại cái vì ngày mai á, ngày mai là sáng ra là cái thím cháu mình là làm một lèo, cái là mẹ con mới đây đóng hàng giỏi lắm, làm một lèo cái ba người cái mình đóng hàng là trả ra cho ông bà cô chú, đây là cái hàng này là ông bà cô chú order hết trơn rồi đó, mấy cái quá trời miếng ngon không. chia từng khúm ra là bắt đầu là ghi tên đó, là bỏ thùng. Ủa mà cái này là cái gì vậy bác? Cái này Son đó con, son dưỡng nè. môi đó, Cái này là son son dưỡng môi hả? dạ son dưỡng á, Cái này có lý nè. son Con mua bị dưỡng khô môi này cho con cái được không? dạ son dưỡng mà có màu, son dưỡng mà có màu giống như mình ở nhà cũng được, Mình mà có mình thử không? Cho Vậy con là thử quá coi. tiện nha. Có không? Thấy có nhiều lắm. Ồ là cái này nó có nhiều màu. Cái màu này là màu coral moment nè, pink sunset nè. Vậy là mấy thím mà thím bán mấy cái này thím phải lấy là màu là cho Đó bà cô chú được coi của đó Hàn Quốc thím có chứ, thím đây à, cây gì son nhìn cũng đẹp dễ thương. à vậy dự, mà cái màu có đỏ dữ vậy không? Không, tại vì dưỡng môi thì nó không bao giờ đỏ như cái sơ cái môi của cái son thường. Cái son thường á thì nó sẽ đỏ hơn, Ồ màu này đẹp là ghê nhẹ không? nhàng ấy hơn ha, Nó đẹp á, rất là đẹp á. Chị màu vô xài á, cái màu môi lên của vô chị á. á nó mềm mà nó lại giống như có chút xíu màu, nếu mà mình Ừ. không thích xài son nhiều thì cái này giống như nó thế cho chị chút, đi ra đường thấy mặt mình nó sáng lên vậy. Nhìn hấp dẫn nha. Cái này xăm 100% luôn, dành cho người tiểu đường luôn, Ồ. không mà không có mật ong, không có syrup luôn. Cái này là mọi người từng tiếp cái mình nặng ra mình ăn Dạ, uống thế. từng gói mình nặng ra mình uống Dạ. Cũng giống nhau, nhưng mà bây giờ công ty đổi lại cái hộp. Ồ, đổi hộp thôi chứ còn Dạ, y chang. đổi cái Của mẫu mã. LG nè. Dạ, LG đó, nó làm cho gọn lại một chút. Là đông trùng hạ thảo nè, dạng Dạ, tay mà nè, nắm tay nắm nè. Cái này là mua đó. này, cái này mà thím biết không, mua về mà ngâm với mật ong á, từ Với con nấu chè dưỡng nhang đồ đó đúng rồi con bỏ bỏ vô. vô. À, cái này mình nấu yến mình để vô được không? Dạ được Đó luôn. nấu yến vô vô là xuất Ồ, quá sắc đó tốt ngoại, yến trà đồ luôn. ồ Dạ, quá à, cái này là nước yến trường thọ hả? nước yến trường thọ mình nó có cái Này sẵn là làm sẵn hết trơn luôn rồi đó, sẵn hết rồi của cái Hàn Quốc. Nó là cái dạng tiếp tiếp vậy hả thím hả? đúng rồi con. À Thí dụ như ai mà đang muốn cảm đầu này kia rồi đó con đó, rồi con đó mà không, chiều về cái xé ra bỏ vô cái ra đây mai cảm luôn cả quay, nhà, bỏ vô mai quay bỏ mày còn quay nữa. chút xíu thôi, cái uống nó ấm ấm cái cổ, uống tốt lắm, thơm ngon ha. Rồi cái này đó là cái này là em nói đó là hả? Wow. Dạ cái này là mát gan nè anh. Dạ cái này là mát Qua này gan, cái sổ mũi em muốn bệnh lọc tới. cho nó mát người mình đó.
giống như người mình nóng nảy đó, uống nhậu rồi đó. Dạ. Rồi để quất cái cà em rồi. Em mua cho anh đâu, cái hộp đó là hộp nào thím? Cho anh Nam uống. Cho à. Nếu mà khách mua thì thím bán, còn cái này thím mua cho gia đình uống. À. Cho chú với mát gan, giải độc gan, thanh độc gan, detox. Dạ. Dạ. Của ai? Của Hàn Quốc hả? Của Hàn Quốc hết. Đồ ừ. của thím Hàn Quốc hết con. Cái này là có chiếc xúc của Lê trong đó nè. Lê. Rồi tàu tàu nè. Uh-huh. Tỏi đen trong này hết trơn nè. Tỏi đúng rồi, đen. Tỏi đen nè. Rồi, yến nè, gừng nè. Ừ. Rồi câu cái hộp bạch một ngày mình uống được mấy tiếp thím à? Thím hả? Buồn buồn thím chế vô 2-3 luôn, tại vì nó khỏe, nó bổ cho người chứ nó không có gì hết. Chà, con nói cái quầy này của thím mà con nói mà đứng giới thiệu từ giờ cho tới sáng là hả? Con nói là không bao giờ mà không có nó xong nổi. Hết trơn á. Dạ. À, cái này là cũng đông trùng hạ thảo nè, mà này dạng thạch ha. Uh-huh. Còn cái này là cũng thạch luôn. Thạch luôn. Thạch nấm luôn. Dạ. Rồi cái này bộ cũng... này khỏe, này uống cho sức khỏe. Còn cái thạch này thạch này thì cho tốt cho bao tử, thạch nghệ nha cả nhà. Ai mình bị đau bao tử rồi này kia đó là cứ uống cái này vô. Rồi cái này là giống như là serum cho tóc nè. Rồi tóc. Dầu gội nè. Dầu gội đầu của Hàn Quốc nè. Còn này gì thêm? À, cái này thuốc bổ mắt á con. Ồ, này là thuốc bổ mắt của Hàn Quốc á hả? Dạ đúng rồi. À. Cái này là body lotion nè, cái lotion cái cho toàn thân của mình nhưng mà có chống nắng ở trong đó nữa. Không, cái mùi nhẹ. À, còn cái này là body lotion để sức cho thơm, có cho nhiều... dưỡng da đồ này kia đó, dạ, của The Wu History đó. Dạ, có nhiều chị mua lần cả chục tiếp vậy nè chị. Cái này sức tay rồi. À, cái sức... này ha, cái body này... nhiều yeah. hơn, cái tay nó có riêng. Nhiều cái tay nó rồi, chống nhăn như rồi. Nó rụt thắt cái tàn nhang nữa. Mầm lúa mạch. Cái này uống tốt lắm nha thím nha. Uh-huh. Con nhớ hồi con mua cho thím một xác thiếu rau, thiếu ấy rồi này kia nè. Dạ. Làm uống cái này vô nè. Uh-huh. Của Hàn Quốc nè. Ngon lắm chị. Cứ chị... bỏ vô cái pha nước uống vậy đó. Một gói nhỏ xíu vậy thôi mà chị uống giống như đủ chất nguyên ngày vậy đó. Yeah. Đây là những cái bộ sản phẩm của The History of Wolf mà cái dung tích Ngọc thấy rất là nhỏ. À, mình muốn mua mà để mình xài thử là mình mua cái bộ này rất là hợp lý. Hai cái bộ này nhỏ nè. Cái này là dưỡng da cho mình. Thím nói. Cái hộp này, con mua cái hũ bự này yeah. tặng cho cái này. Ồ, mua một cái hũ này là tặng nguyên cái sắp này đúng không? Dạ, đúng đã rồi. Vậy? Yeah. Con tưởng là mình mua, chị chỉ nào mua riêng đủ này chứ mà mua chỉ có một hũ này thôi mà được tặng hết tặng tất cả này đó, luôn. Dạ, yeah, yeah. Còn cái này là chỉ có là một cái set của nó cái vậy thôi. Cái này là set cho mắt. Nhưng mà có hũ kèm rất là to. Uh-huh. Wow. À, còn này là cái chai serum riêng của chai của First này. Care. First yeah. Care là serum First serum Care. Riêng. Yeah. Cái này là cũng serum luôn. Chị nám cái hũ hột sòn đó, chị nám đó. Còn cái này là cái gì thế này? Cái này đâu cũng kem luôn nè. Kem mà chị có, nám. Có retinol nè. Dạ. Yeah. Chị nám. Đây là cái best seller, cái hộp kem mà gọi là đỉnh nhất. À, vừa có nhau thai cừu nè, rồi vừa có cái ngọc trai nữa đó. Yeah. Đó, nó dưỡng ẩm tốt nè, trắng cho sáng da tay nè. Thím. Cho cái này là của mình nè, phải không? Yeah, mình của xài mình, của nè, mình, đó. Của thím xài mỗi ngày. Nên là ok, mình cứ để đây. Dưỡng ẩm cho da đối với thời tiết nào mà lạnh rồi vậy đó. Tại thím quay đó, thím quay nên thím để ngay đây. Yeah. Ủa sang ghê, xài mặt mà đi quất tay luôn. Yeah. Tại hộp vì này nhiều. Dạ, để gia đình mình xài luôn cái cổ nên cái này nó đẹp là đẹp đều luôn. Đó. Cái này có mặt nạ được chiết xuất từ ngọc trai luôn nè cả nhà nè. Với thay nhau thay cù nữa. Yeah. Một hộp này là 10 miếng á thím ha. Ừ, 10 miếng. Dạ. Mình làm gì làm dưỡng thì dưỡng chứ không phải một lần phải đắp hai lần mặt nạ. Một tuần 2 lần hoặc 3 lần. Dạ. Yeah. Có một cô mà... Chứ còn dưỡng không mà không đắp mặt nạ cũng không có tốt. Cái này là hôm qua Ngọc quay lên có cô chú anh chị hỏi cái tinh dầu thông đỏ Việt Nam bán. Ngọc để số điện thoại Việt Nam cho cả nhà mua để coi cho cô Sáu bán bên này nha. Tinh dầu thông đỏ này của Hàn Quốc. Một hộp là 100 viên. Mỗi ngày mình uống 2 viên cả nhà. Rất là tốt cho những ai bị tiểu đường nè. Bị... bú tuyến giáp nè, bị khan tiếng nè ha, mỡ trong máu nữa. Mỡ trong máu. Tinh dầu thông đỏ này nè, ở Mỹ có, ở Việt Nam có luôn. Của thôi bây giờ mình soạn sơ vậy được rồi. Có gì cái tối nay về con với mẹ phụ thím làm tiếp. Bây giờ giới thiệu sản phẩm cho ông bà cô chú coi chút xíu rồi cái mình đi đi vòng chơi chút xíu ha. Rồi thím còn có bán thêm là sa tế nè, mình đặt sa tế. Có hành phi nè, hành phi rất là tế. Ngon nhưng mà sa tế với hành phi thì bây giờ mình đặt đi. Phải đặt. Rồi cái thì mình gom đủ order với lại Ngọc với mẹ đồ này kia về hết rồi nè. Rồi tiếng bắt đầu bắt tay vô làm. Còn bây giờ thì mình phải tranh thủ spend time để mình đi chơi. Cái đồ sa tế đồ này kia là hả ai đặt là mình làm chứ không phải là mình làm bỏ không. Sẵn trong tủ lạnh. Không. Nên là fresh hết. Và đặc biệt mình đừng có thiếu cái chai xịt họng này nha cả nhà. Mình mà bị khan tiếng nè.
mình bị ho nhiều nè, rồi đau họng nè, rồi chuẩn bị cảm đồ này kia đó, là đây là chai xịt họng của Brazil, là Brazil á. Dung tích của nó là 30ml, xài rất là tốt. Cứ là ở khoảng 2-3 tuổi trở lên là bé mình nó ho đồ này kia là mình có thể xịt cái này rồi. Rất hay và hiệu quả, chay xài cái này, Ngọc xài cái này. Để ngay trên đầu giường ở nhà Ngọc á, cứ mà thấy nó cái họng nó nóng mang mà tối rồi chuẩn bị thấy bệnh tới rồi ha. Là hả nó đau cổ đồ này kia, hả nó ngủ không được ha. Là Ngọc ngồi dậy Ngọc lấy cái chai này Ngọc xịt lên liền. Rất là tốt luôn nha cả nhà ơi. Cứ ngày mình thấy mình cảm thấy tùy, xịt mình xịt ngày 2 lần cũng được, 3 lần cũng được. Cứ thấy nó khó chịu thì mình xịt, chứ mà thật sự một ngày Ngọc chỉ cần xịt. Khi mà Ngọc đang nóng vậy đó, Ngọc xịt có một lần cái Ngọc nằm xuống, Ngọc ngủ cái sáng hôm sau nó đỡ hết. Qua là Ngọc cả nhà mình biết rồi, coi video Ngọc còn là trùm khô môi. Qua đây xin cái cho mượn cái đồ ấy môi của thím nè. Mà cái thím cũng có bán cái này luôn, cũng có hiệu The History of Wool. Cả nhà mình mà muốn mua khô môi đồ này kia, dưỡng môi đồ này kia đó, cứ xài cái này nè. Mà cái này nó tẩy cái da môi của mình nữa con. Mình càng xài cái nó sẽ không còn thâm cái môi của mình nữa. Ủa vậy hả? Nó làm hỏng rồi cái môi. Cái này phải tặng con cái đó, thôi. Đó, đó, đưa rồi đó. Tặng liền đó. Cái gì mà mình thấy tốt là mình xin. À. Đó, này là thím mình mà. Tặng liền. Đó là mình xin. Giống như ở gia đình, gọi là bởi vì mấy gia đình nhiều khi mình thấy cháu có cái gì, cái đó gửi cho thím đi, cho thím đi. Vậy giống thôi. Như là gửi đu đủ với lại đó, gửi khế rồi vậy đó. Có cái gì xin đấy à. Ngọc này lúc nào cũng cần cái này hết trơn. Không, cái đó đẹp lắm con, bỏ trong cái vỏ, xài đó. Ban đêm, ban ngày luôn chị. Mua xài thử cả nhà. Cái môi mình không Ngọc xài từ tối hôm qua tới giờ. Nó chống nhăn luôn. Cái môi không nhăn. Môi vậy là hung được rồi nè. Cái này là bỏ vô vỏ liền nè. Không bỏ vô vỏ. Bỏ vỏ để dành xài. À, Xu ở nhà chị Ba đi nha, thương quá, mấy nay giờ qua thương quá. Thương bác Bảy với bác Bốn và thương chị Ba nữa. Thương quá à. Ôi lại khiều chị Ba đi, chị Ba đụng đồ này kia. Thương quá, ở nhà vui vẻ nha. Rồi ngủ giấc đi ha. Rồi chiều mọi người về nha. Cưng à. Lấy mền đắp không? À, lấy mền đắp vô không? Cây ra. Trụng lá trơn. Lá trơn đó mọi người thấy là ở bên này á, mà tới cái mùa lạnh á là cây cối nguyên nó rụng lá trơn. Còn ở Florida mình ha. Ở Florida thì nói chung quy là mọi người cũng biết rồi. Nó nắng cũng quanh năm vậy đó. Rồi mà cây trái thì nói chung quy là mình không bao giờ thấy nó rụng lá rụng đồ vậy trơn. Lúc nào cây trái cũng sùm hết. Nhưng mà lâu lâu anh qua đây anh thấy anh đổi cái khí hậu chứ có lạnh lạnh lên, mà cái áo vậy anh thấy người cũng khỏe chứ. Phải không? Mình ở xứ nóng thì thấy xứ lạnh cũng có cái hay của xứ lạnh chứ. Nhưng mà lạnh vừa vừa chứ lạnh quá chuyện còn nói chuyện còn ra khói á. Ra khói á. Đúng không? Ừ. Bây giờ anh em mình lên xe, anh em rồi. Mình đi. Rồi bây giờ anh em mình đi. Đi em ơi. Cha mẹ đi. Dạ quá ha, dạ đó. Rồi cả nhà ơi. Bây giờ gia đình mình đã đến nơi chỗ cái quán của một người em ở đây đó. Sài Gòn phố. Sài Gòn phố. Là mời anh em mình cả gia đình mình luôn. À, tối hôm nay đến quán này để tham dự một buổi tiệc nho nhỏ cả nhà. Đại khái là chú em bạn này đãi anh em một bữa ăn tối để anh Bốn mỗi lần qua vậy đó các bạn. Thì mấy anh em ở đây mến Bốn lắm. Cho nên mời anh em tới bữa ăn tối cho vui. Rồi ok. Rồi. Chạy xe tiết khiếp vậy. Đây Sài Gòn phở với Sài Gòn phố. Sài Gòn phở đó. Mấy chú kia chưa tới. Mình tới và chú tới à. Tới. Rồi các bạn thấy ở trong này cái thấy là thấy có mùa xuân không? Nhiều lúc mình đã các bạn biết không là mình ở bên xứ Mỹ. Hello em. Mình ở xứ Mỹ mà các bạn thấy là cứ là mỗi lần năm Tết Nguyên Đán rồi thì anh em cũng tệ phải có một cây mai ở đây. Đó, pháo nè nè. Mai pháo cũng đầy đủ luôn các bạn. Đầy đủ hết. Đó, khu vực này không gian các bạn thấy cũng rộng rãi ha. Nhìn cái hàng đèn kìa, thấy không? Chú cũng làm cũng có không gian mùa xuân đó chứ. Hello vô quán này là hello thiện em. Lần đầu tiên hả? Tối qua em về khuya không?
Ờ, rộng lắm. Ừ. Mà... tối qua về tối không em? Nói chung quay là quay phải không? 2 giờ mấy à? Hello Lộc, phải không em? Đúng rồi đó. Đây bây giờ anh với lại mấy cháu ở đây ra ăn tối. À. Vâng. Chai. Dạ chị, dạ. Sinh nhật tiếp ở đây vui lắm. À. Sinh nhật tiếp quá mày hả? À. Rộng rãi vậy ha. Ngồi đây em Thiện ơi. À. Thiện Thiện có ăn tối với anh chứ, ngồi chung với anh ăn tối chứ. Em có TV anh Bình. Em có TV hả? Em có TV. Gia đình ăn vui vẻ anh Bình. Ok. Dạ dạ. Ok. Chuẩn bị cởi áo là tụi em vô liền. Ủa Tâm đâu? Tâm đâu? Tâm đâu? Ờ Tâm hộp cái hồi xíu nó tới chạy. Tâm hộp. Ờ vậy tụi nó nhỏ. Đúng, món ăn ra luôn rồi nè. Ngồi đây đi em. À, món ăn ra rồi nè. Gỏi. Anh Tư qua đây đây. Cái này là cái món này thích là mẹ ngồi đây, khách ngồi đây, cái này nó đúng điều hơn ha. Anh làm thích ngồi đây. Thanh sợ. Khó khỏe. Đó 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 đó, vậy là nó hợp hơn. Như cơm gia đình vậy đó. Đã. Thấy Huy đâu ta? Để coi một che hết TV. À, ông chơi ông lấy cái. Tối nay ông coi game hết trơn á. Mà đúng tối nay rồi. Game là đi Win ủng hộ lắm nha. Tối nay là của Detroit đó. Đúng mình rồi. Là mình team Lion nha. 7 điểm rồi kìa. Lion đang hả? Lạng quạng nha, lạng quạng Detroit vô Super Bowl. Chú xong cái game này đi vô Super Bowl chưa? À, xong cái game này bắt đầu là Win game cuối cùng là Super Bowl đó con. Ồ. Con là con chơi Super Bowl chứ con. Kỳ si hay quá ha. Kỳ si 17-7 hả? Kỳ si 17-7. Kỳ si hay. Kỳ si là như của chú Lũ hay sao á? Không. San Francisco của... với của chú Lũ. Kỳ si này của anh Timmy. Timmy mình á. Lâu ngày quá. Cái này đó, cái này hôm nay cái game này cũng gọi là championship rồi đó con. Championship của hai cái hướng, một cái hướng gọi là AFC và NFC. Sau một cái hướng á, nó chia ra hai hướng là KC là champion của cái bảng bên NFC hả? American phải không? Rồi bây giờ còn cái tặng này nếu mà Detroit thắng thì Detroit được cái champion được sẽ được cái cúp đó. Không, Detroit lần đầu tiên vô được tới đây luôn á. Lâu lắm rồi. Rồi bắt đầu là Super Bowl là cái quan trọng nhất. Này của Michigan mình á. Đội đang đá hôm nay của Michigan đi quên lãng quảng nhà coi football đó. Hụt luôn á, đá đi go hụt. Đá đi go hụt luôn hả? Bộ loa 130 ngàn ta cản. Sao 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 không mua luôn xong cái làm cái review luôn mở ra mở cái anh bóc à anh bóc cái loa mẹ có cái loa nhiều thật 1 tỷ người ta bạc cho con hai cái loa khủng khiếp. Cái cặp Martin Logan đấy em. Cái cặp Martin Logan là bao nhiêu tiền? 119 ngàn. 119 ngàn. Nhưng mà cái đó nó display return cho nên nó sale xuống là 78 ngàn. Trời đất ơi. Quá, này là lẩu cá thác lát hết. Dạ, lẩu cá thác lát nhiều, nó đẹp, nó ngon. Đúng rồi, 78 ngàn cái cũng là sự chảy rửa. Thì cái chứ hả? Nhưng mà nhiều lúc mà người ta không đi lắc sạch nữa rồi chú. Khi mà người ta có cái tiền đó người ta đi tới siêu xe người ta mới đi lắc sạch nữa. Người ta mà chơi cái speaker đó người ta có nhà tới cỡ nào luôn. Đúng rồi. Mất tiền chứ. Lần đầu tiên con biết cái hiệu đó chú Bình chỉ con luôn á chứ. Đâu có biết hiệu nó có cái hiệu mắc dữ dằn vậy. Mỹ. Dạ. Không phải người Việt mình vẫn chơi. Nói chung ai cũng vẫn chơi nhưng mà đó là thuộc cái dạng high end là dạng đàn đại khái là nếu mà em đã chơi dàn nhạc đó thì em phải ở ngôi nhà 5-3 triệu bạc rồi mình mới cái dàn nhạc nó vô đó mới xứng. Nó mới hợp trong gia đình. Đúng rồi, tại cái âm ly đó không cũng phải từ 7 tới 10 ngàn cái là giá chọn. Nói cái dàn dây á, với lại cái dàn mà biến điện, cái máy để mà chở hệ thống điện, giữ điện đó. Với dàn dây không đó, nó có ngang tầm khoảng 30 nghìn. Hiểu không? Đúng rồi. Em ra nếu mà lo gì mà. Không, ba bên đây có rồi nè, bên đây có cái này nè. Nhưng mà bên đây chưa có cái rau xào này nè. Mà kêu hoặc lấy nguyên cái cây để nó không thấy gì. Phải không anh chủ? Đó chú quý đó. Đây là anh em bạn của Bình Huỳnh đấy các bạn. Mỗi lần mà gia đình anh em người thân đến đó là thường hay ra đây và bạn hôm nay đãi anh em ăn bữa ăn tối. Món ăn của Sài Gòn phở ở đây thì các bạn thấy không gian rộng không ghê không? Ở đây anh em thường hay tổ chức sinh nhật nè, rồi đám hỏi nè, cái đám cưới mà tầm chừng khoảng 100 người rồi đó. À, thì mình tổ chức ở đây luôn cũng được, có sân khấu rồi có thấy không? Dạ, hồi bữa sinh nhật của Thiếm Phượng mấy năm ở đây nè. Đó.
Mà mẹ, cái phở ở đây đó, cái nước phở rất là ngon nha. Ngon. Đấy, anh này phở rất ngon. Là ngon. Cái nước phở mày biết nấu bằng nước gì không? Nước alkaline. Dạ. Yeah, yeah. Nói chung quy là chỗ chú Quy của con ở đây muốn phở ngon, ăn coi như là rất là chuẩn luôn hả con. Ba đã đến đây là 2 lần rồi, lần này lần thứ 3 nè. Lần đầu tiên em đến cái nhà hàng này nhưng mà thấy cái mấy cái món đó, thấy không à, đạo diễn hay lắm. Hình như cái này mình 2 dĩa hay 1 dĩa em? 1 hả? Giờ là mình kia có cái chả gì rồi bây giờ mình chia 2 cái này ra đi rồi mình nhập tiệc đi, ổ chì đó rồi ta. Thôi tức vậy. Ok chú, không đũa chú. Dạ ăn đi chị. Ồ, tối nay em có vua chú Hùng ta. À, chú Hùng nhà xa lắm. À, Hùng chú ở Túc ngoài ô là. Ông ở đâu? Ở Túc ở ngoài Melrose Park á. Cũng gần gần sân bay. Cũng không đến nổi sao. Mấy sẽ ăn món này trước thử chị. Rồi mời cả nhà nha, cô chú anh chị em cùng ăn tối với gia đình mình nha. Hôm nay là lẩu nè cả nhà, lẩu u qua chắc không? Chắc vậy quá. À, với con cô quẹt, chả chiên, cái này chả chiên. Chả chiên hả? Phải không em? Không phải chị, xương. Vậy hả? Chú Quy cái này là xương phải không? Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Cũng giống Việt Nam chút nào ta ơi. Cái này là sườn ram. Vậy hả? Dạ. À, sườn ram bột khó phưởng. Dạ, sườn ram. Xin mời đại gia đình nha. Dạ. Sườn ram rang muối hả? Dạ. Để em ăn thử. Sườn ram muối hả? Ừ hả. Cô tôi chứng nhận sữa đậu hũ không? Rồi, xin mời cả nhà ăn với mấy chị em mình nha. 21 đứng rưỡi sau gỡ chợ. Năm nay đặt tin cho nó quá. Tôi lấy rồi. Với em thì hơi bị cay, chị sao? Tối nay chị quá. Cũng hơi mầm. Ăn chút cái này, ăn chút thì chắc cay. Dạ, em bị cay. Người ăn ớt dở. Ăn ớt dở mà bán sa tế mới ghê chứ. Vậy bán vậy tao mới nể. Ừ, quá nể luôn. Chị, mà chị không ngủ được đó. Thì uống nước này Phượng. Chú Thắng gọi kìa, à. Cho ba nói chuyện kìa. Biết qua bên chú Bình cái này chính gọi. Nghe nổ tai á ba. Ba quẹt qua các bạn nghe nổ tai. Thứ năm này chứ hay lắm cả nhà. Giờ này uống nước trà tối không ngủ được. Dạ. Không xếp được không? Ai ngay cái chọc người ta hoài à. Do cái phòng tổ chức á. Mình sắp xếp có đông người cỡ nào mình nhiều cái pha đình tới cả ngàn. Đúng không? Mình xin cái giá để mình múc cái này nè. Đây nè. Anh em một cành dạ. Chắc múc ra chứ hả? Múc cả cái dĩa không? Cái chén múc. Ồ, có cá nữa hả? Ngon quá. Cá, cái đó cá kho ti, kho tộ. Ăn ngon mà. Dạ.
với sườn xiềng chiên tỏi cũng ngon. Cái sao ngon quá. sườn chiên bột, sườn chiên giòn. Bột đào. Bột đào luôn. Ừ, 14 không ấy. Ừ. Hánh nó mềm, ăn mềm rượu luôn, ngon lắm. Hello cả nhà, tối hôm qua anh em ngồi ăn uống say mê cho nên hơi tối xíu, cho nên Bình Huỳnh không có thời gian để kết thúc video tối hôm qua. Thôi sẵn dịp về nhà sáng nay, Bình Huỳnh cũng xin cảm ơn của chú anh chị như các bạn suốt thời gian ủng hộ cho hai vợ chồng Bình Huỳnh cũng như là gia đình Bình Huỳnh. Thì video đến đây Bình Huỳnh cũng xin kết thúc ở đây rồi. Trước khi chào tạm biệt, cho Bình Huỳnh xin gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.